Dạ vâng, DP Thần Nông xin kính chào toàn thể quý vị và các bác. Và video ngày hôm nay ngày mùng 10 tháng 4 năm 2024 và bên kênh video Điện Máy Thần Nông lại tiếp tục lên video mới. Và hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác một lô máy cơ xích Nhật bãi nhá. Hàng 100% đều là hàng cơ xích Nhật bãi nội địa Nhật đã qua sử dụng. Lô này thì em tuyển chọn cho các bác một lô máy hoàn toàn đều là dòng máy Nhật hết nhá. Đều là những dòng máy tên tuổi nổi tiếng, ví dụ như Tanaka này, Echo này, lô này là lô siêu phẩm nhá. Con nào đấy đều đẹp nhức nách luôn. Các bác nhìn qua là một chút luôn. Đó, quan trọng là tầm giá nào cũng có nhá. Từ 1 triệu 9 cho đến 3 triệu rưỡi. Thì điểm sơ sơ qua thì các bác thấy được lô này thì có những sản phẩm ví như Tanaka này, Echo Grand tay cụt này, đẹp xuất sắc nhá. Echo tay cụt này. Đấy. Rồi Tanaka tay dài này. Echo đời cao 2007 này, rồi Echo tay dài này, Makita trợ lực thắng xích này, và có hai con cơ khai thác cỡ vừa nhá. Đấy, một con Shinawa 1039 và một con Shinawa 393, hai con này là chùm khai thác cỡ phân khúc nòng 40 ly. Còn đâu 7 chiếc còn lại đều là hệ cơ gia đình nhá. Và video ngày hôm nay em sẽ có test đầu thử này, báo cáo rõ thông số kỹ thuật, tình trạng máy và cả mức giá trên video nhá. Với mức giá em nói trên video là đã bao gồm miễn phí ship toàn quốc nha các bác. Ví dụ như chiếc R1 chẳng hạn này, lâu này anh đánh tự là chiếc R nhá. Đấy, ví dụ như chiếc nào chẳng hạn, em ghi 1.9 này, là giá là bao ship tận nơi tận nhà, đến nơi kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán, hãy trả 1.9 cho shipper nữa là xong thôi, không phải mất thêm chi phí phát sinh tiền ship hay tiền rũa hay tiền tip mở gì hết, bởi vì bên em sẽ bao trọn gói cho các bác rồi, có rũa và tip mở luôn cho các bác nhá. Giá thì đến tận nơi tận nhà, kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán. Và máy bên em bán thì hình thức mua bán rất là đơn giản, là sẽ không có lấy cọc nhá. Đấy, các bác cứ xem kỹ, ưng ý chắc chắn lấy chiếc nào phù hợp công việc. Đấy, chắc chắn lấy nhá, phù hợp công việc thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0362 820 810 để đặt hàng nhá. Và trên video này em sẽ có test đầu thử này, nói rõ thông số kỹ thuật, hình dạng máy và cả dung tích xi lanh, cả chiều dài lắp xích và cả cân nặng nhá. Thế nên các bác để ý kỹ trên video đó, mình cứ suy đi tính lại con nào phù hợp nhất với công việc của mình thì các bác chốt, và con nào phù hợp công việc như nào em sẽ còn rõ trên video nhá, để các bác mua về là sử dụng thôi, phòng trường hợp đổi đi đổi lại mất công đó. Video này thì em lên thì đa phần là cỡ nhỏ nhá. Đấy, chủ yếu gia đình hợp lý. Đấy. Chiếc R1 này là cưa tay cụt nhá các bác. Đâu này thì ba cưa tay cụt, còn đâu là cưa tay dài. Đấy. Ba cưa tay cụt này, bốn cưa tay dài và hai cưa đồng đứng nhá. Thì những con cưa tay dài và cưa đồng nằm tay dài này thì để lại gia đình nhá. Rồi, giới thiệu luôn cho các bác chiếc R1 nhá. R1 có máy cưa này đến từ hiệu Tanaka nhá các bác. Và model của nó là PMS330E. Với con này nó thuộc hệ cưa gia đình nhá, nhỏ gọn nhẹ, cân nặng 4 cân. Đó, với bác nào mà kiểu công việc gia đình cắt củi từ cành, đôi khi mình cắt củi lông nhông một tí hoặc là leo trèo các thể cành cây cao ấy, thì đối với mẫu cưa tay cụt này thì sẽ đáp ứng thỏa mãn nhu cầu công việc nha. Với dòng này thì mình sử dụng một tay cũng được mà hai tay cũng được, nó hệ cưa tay cụt mà, một tay đây, hai tay đây và đây. Đấy, nó về cơ bản thì nó giống như con cưa tay dài kia nha các bác, nó y hệt luôn. Chiếc này và chiếc kia đều giống nhau nha các bác, hai con máy này giống hệt nhau luôn, chỉ có khác cái thiết kế kiểu tay ga nó khác thôi. Đấy, ví dụ như kiểu kia ấy, thì mình leo trèo trên cao ấy, mình dùng một tay nó khó, thì đối với dòng này thì mình dùng hai tay nó dễ hơn, thuận tiện hơn. Với chiếc này là PMS330E, chiếc này thì piston nó là 37 ly nhá, và dung tích xi lanh của nó là 33cc. 33cc đối với một con cưa tay cụt thì công suất cũng khá là lớn rồi, bởi vì các bác phải dễ hiểu hơn ấy, để mà dễ hiểu hơn ấy thì các bác phải thấy là những con cưa tay cụt hàng mới chỉ thường ấy, hàng đập thùng ấy, hàng mới hàng tàu ấy, thì nòng nó có 34 ly thôi, 25cc, mà con này đến 37 ly, 30cc. Nói chung là nó khỏe hơn nhiều so với con cưa tay cụt hàng mới hàng tàu nha. Đấy, 33cc nha các bác. Máy móc thì đẹp xuất sắc luôn nha. Lam này là lam 35 mà cắt còn 30 nha. Đấy. Lam 35 mà cắt 30. Ví dụ gỗ của các bác được giới thiệu khoảng 20 25 thì đối với con máy này thì làm thoải mái nha. Thỉnh thoảng có những cây ngoại cỡ được giới thiệu khoảng 30 vẫn cắt ok. Đấy, xét về hình thức máy thì các bác thấy sơ sơ qua, hình thức máy thì cực kỳ đẹp nha. Ốc ác 7 màu luôn này, bô bếp trắng sáng này. Đấy, lốc bếp sáng đẹp, màu đỏ chót nha. Máy màu đỏ xám. Lam 40, à lam xin lỗi, lam 35. Xích chuột nha, làm của nguyên sơn nguyên chữ nha các bác. Đấy, làm xích còn rất là đẹp nha. Xích này phần trăm xích còn đạt tầm 90%. Xích này xích chuột. Công tắc này xuống là đắp, lên là bật. Bơm xăng phụ này, lên cái này đóng này, đây vào đây mở. Bị xăng pha nhớt đổ bên đằng trước nha các bác. Bị nhớt vô trên lâm xích ở sau, nên các bác lưu ý nhé, tránh trường hợp mình đổ nhầm. Đấy. Rồi, em sẽ test nó thử cho các bác nghe tiếng máy chiếc này.
rất ok nha các bác. R1 giá 1.9 nha. Với dòng này thì sau này về vấn đề phụ tùng này thế là đều có hết nha. Với dòng này thì BMW đã có phụ tùng khá là khá rồi. Piston với tiết điện đóm chế chiếc là rất là sẵn nhiều. Dòng này thì nó không phải dòng mà hiếm đồ nha. Dòng này phụ tùng này thế kể cả hàng bãi đến hàng mới đều có hết nha. R1 giá 1.9, giá bao ship nha các bác. Xích chuột nha. Tiếp theo sẽ giới thiệu cho các bác là chiếc R2. R2 một chiếc Echo Grand GC30B. Đấy, đẹp xuất sắc nha. Trắng như ngọc trinh vậy. Đấy, làm xích này, làm nguyên sơn nguyên chữ, làm 40 mà cắt 35, xích chạy xích trùng nha, xích 91, làm 4 tấc mà cắt 35. Đấy, hao chân làm nha, thắng xích đầy đủ. Đấy. Con này là con Echo Grand GC30 tay cụt nha các bác. Với con này thì piston nó là 37 ly và dung tích xi lanh của chiếc này là 30cc. Đấy, 30cc. Con này thì nếu mà nói về công suất thì có thể yếu hơn con này một xíu. Nhưng mà nếu mà so với con cưa tàu hàng mới ấy, thì tất nhiên con này vẫn sẽ khỏe hơn nha. Đấy, con này thì chắc chắn là sản xuất tại Nhật rồi. GC30B 001105. Đấy. Gyroscope made in Japan. Với dòng này thì thoải mái cho công việc gia đình nhá. Gỗ được đến tầm khoảng 20-25 trở xuống, cắt củ thiết cành, leo trèo cắt thì cái cây trên cao đều ok nha. Máy móc thì đẹp xuất sắc luôn rồi. Đồ đạc phụ tùng thay thế có sẵn có nhiều, chuông, nồi, rồi bơm nhớt, piston, điện đóm là đều có hết nha các bác. Máy thì sử dụng 2 ốc chân lam. Máy đẹp. Đấy. Dòng này thì nổ tiếng vô nghe tăng 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 tăng, nghe tiếng vô rất hay nha. Vô này vô trắng, vô nhôm nha các bác. Đấy. Vô gì vô dùng nó này. Máy móc đẹp liền lạc, không lỗi lầm, không khuyết điểm nha các bác. Đấy. Nhìn qua thì các bác thấy thái độ mới nó rồi. Giá 2.1 triệu nha. Máy đẹp như máy mới mà. Giá như máy Trung Quốc thôi. R2 giá 2.1 triệu nha. Giá bao ship. Lâu này thì em bao cho các bác là con nào này đều rất là đẹp nha. Đấy, test đầu thử luôn chiếc R2 nha. Con này cân nặng tầm khoảng 4 cân nha. Echo tay cụt thì nó có nhiều đời lắm, đời tem Echo tem đen này và máy màu trắng tem đen ấy. Cái đời đấy thì tua nó tua hãm. Còn cái đời mà đời tem xanh ấy, dòng này đời này là vòng tua cao này, dòng này mở tua nhá. Công suất thì vẫn bằng nhau thôi. Nhưng mà cái đời GC30 này hoặc GC33 này hoặc GC34 ấy thì vòng tua nó sẽ cao hơn nhá. Dòng này không bị hãm tua. Còn bác nào mà mua vào đời GC nhỉ, GC301, GC302 thường thường cái vòng tua nó hãm lại. Nhưng mà nói về chất lượng và công suất bằng nhau thôi nha. Như con này các bác nghe từng máy, nghe từng máy rất là bốc nha. R2 giá 2.1 triệu, giá bao ship nha. Rất xuất sắc luôn nha. Quả VIP bên em bán thì con nào đấy đều phải là hàng VIP cho các bác luôn nha. Các bác về xài đảm bảo. Rồi, tiếp theo sẽ đến R3. R3 cũng là con cơ tay cụt nha. Con này cũng thuộc hàng VIP. Con này là đời Echo CS nha. Con kia là đời GC, còn đời này là đời CS. Con này là CS3400 002010 nha, Gyroscope made in Japan. Với con này cũng là con cơ tay cụt giống như model máy này nha. Về cơ bản thì các bác thể thấy này, hai con máy này nhìn nhanh nhanh giống nhau thì nó cũng xài chung đồ với nhau. Nhưng mà con này nhiều cái nó hơn nha. Con này thì nó thiết kế theo kiểu hướng chuyên nghiệp hơn, nhiều cái hơn nha. Điển hình là con này là dung tích xi lanh lớn hơn này. Con này là 30cc nhưng con này là 33,4cc nha. Đấy, nòng lớn hơn. Con này nòng 37 ly nha. Và con này nòng nó là 39 ly. Đấy, nòng 39 ly nha các bác. Tất nhiên là sẽ khỏe hơn. Đấy. Và xích con này chạy kiểu xích khác nha. Con này thì lam sẽ là 535 thôi. Và xích nó sẽ là xích chuột. Con kia là chạy xích chung lam 40. Đấy, lam xích còn nguyên sơn nguyên chữ nha. Cứ gọi là VIP cho các bác nha. Lam này, xích này. Xích này thì còn tầm 90%. Máy thì cực kỳ đẹp nha. Máy màu cam. Mọi tính năng đầy đủ. Thắng xích có này. Bơm xăng phụ có này. Le này. Rồi bình xăng này, bình nhớt này. Con này đặc biệt là có thêm xả áp nha. Đấy, con này có trang bị thêm xả áp. Xích này không có. Công tắc vẫn xuống tắt lên bật. Đấy, sản xuất vẫn bởi Gyroscope made in Japan nha. Đấy, với dòng này thì tòa phụ tùng này thế là có nhiều có sẵn nha. Điện đóm chuông nồi bơm nhớt đồng tiền đều có hết nha. Đấy, máy đẹp xuất sắc cho các bác. Hao chân làm máy Echo nha. Con này thì cân nặng nó tầm 4 cân thôi. Hai mẫu này thì cân nặng bằng nhau. Đấy, con này có công suất nhỉnh hơn xíu. Đấy, với con này giá là 2.2 triệu nha. Giá bao ship. Cơ tay cụt đẹp. Quá VIP nha. Con này nhìn cực kỳ xuất sắc luôn rồi. Cái con máy này tiếng máy nó nghe tiếng máy sẽ ấm hơn con này nha. Tiếng máy sẽ ấm hơn. Cái kiểu bô này là khá bô lỗ thả tròn. Đấy, bô này là bô lỗ thả tròn. Còn con này bô lỗ thả vuông. Đấy, bô lỗ thả vuông, bô nó họng lớn hơn. Đấy, hai kiểu bô khác nhau nha.
đồ đạc phụ tùng vẫn xào chẻ sang nhau được hết nha các bác. Bơm nhất, trùng giật, đồng tiền, trùng chiếc, dê chiếc, chế chiếc vẫn lắp sang nhau được thôi. R3 2,2 triệu nha, giá bao ship, đẹp xuất sắc nha. Ok, test đồ thử luôn nha. R3 giá 2,2 triệu nha, giá bao ship Echo nha, 3,4 nha. Tiếp theo sẽ đến R4 nha. R4 giới thiệu cho các bác là mẫu cưa tay dài đến từ thương hiệu Tanaka. Ở đây có cái tem nhưng mà rớt mất rồi. Đấy, con này là con PMS 335A. Với mẫu này thì nòng nó là 37 ly. Dung tích của chiếc này là 33cc nha. Con này chuyên cho công việc gia đình, cắt củi, hạ cây nhỏ, rồi cắt tỉa cành, rất là hợp lý. Với mẫu này thì nó thuộc hệ cơ gia đình, làm là 40 mà cắt 35 nha. Xích con này là xích chung 91, máy thì rất là đẹp nha, làm xích còn nguyên sơn nguyên chữ, tăng xích trên lam luôn này, lam của lam Oregon nha các bác, lam Oregon 91 TG đấy, Tanaka. Với mẫu này thì chuyên như công việc gia đình thôi, gỗ được kính tầm khoảng 20-25 trở xuống thì thoải mái cho các bác làm việc nha. Đấy, máy thì rất là đẹp, vô này, ốc ác cứ gọi là 7 màu nha, ốc ác cứ vậy vàng tre 7 màu, tem tác đầy đủ nha. Quá đẹp. Con này thì nó thuộc về hạng nhẹ nha. Con này cân nặng tầm khoảng 4 cân thôi. Đấy. Với bác nào mà lớn tuổi, cắt gỗ nhỏ, không làm nhiều, gia đình thì hợp lý mẫu này. Dòng này thì đồ đạc phụ tùng như thế là có sẵn có nhiều. Vừa xăng phụ này, le. Đấy. Bình xăng pha nhớt nha các bác. Bình nhớt bôi chưa làm xích, công tác tung và đắp nên là bật. Đấy. Máy móc đẹp, liền lạc nha. Không lỗi lầm, không khuyết điểm, không bể vỡ nha các bác. Rồi, R4 giá 2 triệu nha. Giá bao ship. Máy đẹp, con này đẹp phần trăm phải tầm 90% trở lên luôn. Ok. R4 nhá, giá 2 triệu, giá bao ship nhá. Mẫu Tanaka tay dài. Tiếp theo sẽ đến mẫu R5. R5 giới thiệu cho các bác là mẫu cưa Echo Kiris, con là CSE2700 nha. Với mẫu này thì hệ cưa gia đình, thời gian gần đây khá nhiều bác chuộng mẫu này. Mẫu này bên này rất là hot nha, nhiều bác yêu thích. Mẫu này thì nó hệ cưa cỡ nhỏ, chuyên làm gia đình nhá, cắt củ tỉa cành. Ví dụ gỗ được cái tầm khoảng 20-25 trở xuống ấy, thoải mái làm công việc gia đình nha. Con này thì nó thuộc hệ siêu nhỏ, siêu nhẹ. Đấy, trọng lượng nhẹ, thế nên là việc bác nào lớn tuổi dùng mẫu này rất là phù hợp nha. Và con này nó hệ đời cao, dễ sử dụng nữa cơ. Chụp giật thì trang bị giật trợ lực nhỏ này. Đấy, thắng xích có này. Con này không có thắng xích nha các bác. Để nhìn rõ. Con này không có thắng xích. Đấy. Đấy, bô biếc sáng đẹp nha các bác. Lam này. Lam 35 mà cắt 30 nha. Giá này là 2 triệu nha các bác. Chế chiếc thì con này thử chế qua một đồ. Đấy. Chế thì thử chế qua một đồ rất tiết kiệm xăng nha. Bộ chế của nó lộ thiên ra ngoài, dễ dàng cho việc vệ sinh. Đấy. Trọng lượng nhỏ nhẹ gọn nhé. Với mẫu này thì cân nặng của nó có 3 kg thôi. 3 kg để chưa kể lắp xích nha. Đấy, CSE 2007. 27cc nha. Đấy, con này 27cc nha các bác. Nhỏ nhẹ gọn. Rất là hợp lý cho việc cắt củ tỉa cành. Bình xăng pha nhớt này, bình nhớt bôi chưa làm xích. Đẹp nha. Rồi, R5 nha, giá 2 triệu nha các bác, giá bao ship. Nhỏ nhẹ gọn nha, bác lưu ý nha, con này nhỏ nhẹ gọn, chuyên làm gì gia đình thôi. Xích con này chạy xích chuột nha.
xích này thì còn tầm khoảng 90%. Test nổ thử cho các bác nghe thêm máy nhá. Giòn nha, nhỏ nhẹ gọn, đầu giòn. R5 giá 2 triệu nha. Tiếp theo sẽ đến R6 nha các bác. R6 giới thiệu cho các bác là con cưa Echo. Echo này là Echo CS 3300 nha. Với mẫu này lòng nó là 39 ly. Hai mẫu này giống y hệt nhau nha các bác. Đấy, hai mẫu này thì các bác thấy sương sương qua này. Nó giống y hệt nhau nha, chỉ khác mỗi cái là cái con này thiết kế tay nó kéo dài đây để sử dụng hai tay. Còn con này thì nó dùng trên dùng một tay. Đấy, còn đầu động cơ máy móc xài chung với nhau. Đấy, các bác thấy sơ sơ qua đẹp như nhau nha. Đấy. Với mẫu này thì nòng vẫn là 39 ly, dung tích xi lanh là 33cc. Đấy, chuyên cho công việc gia đình nhá, cắt cụt tỉa cành. Gỗ định đường kính của các bác tầm khoảng 30 trở xuống, 25 30 trở xuống đều làm ok nha. Lam là lam 40 nha, mà cắt 35. Lam xích của nguyên sơn nguyên chữ, lam xích chuột nha. Xích này thì còn tầm 9%, xích rất đẹp luôn. Đấy, mặt tiền này. Cái đời này thì có cả thang xích luôn nha các bác. CS 3300 014263 Kyoscope Media 3. Máy móc đẹp nha, hai ốc chân lam. Con này cân nặng tầm khoảng 4 cân nha, chuyên cho công việc gia đình nha. Gỗ được cái tầm khoảng 20, 25, 30 trở xuống như em nói thì các bác có thể cân nhắc mua mẫu này. Còn nếu mà gỗ lớn hơn thì các bác chọn mẫu cưa mạnh hơn, to hơn. Đấy. R6 giá 2 triệu mốt nha, giá bao ship. Dòng này được đồ phụ tùng thế giống như chiếc Kia nha. Nó chỉ khác mỗi hệ thống tay cầm, tay ga thôi. Còn đâu động cơ B sang xài chung với nhau được hết. Đồ phụ tùng thế vẫn có sẵn nha. Máy rất là giòn rã nha. R6 2 triệu mốt nha. Tiếp theo sẽ đến R7 nha. R7 giới thiệu cho các bác một mẫu Makita. Với mẫu này là Makita ME333. Nòng nó là 37 ly, dung tích xi lanh 33cc nha. Con này thì về Makita đời cao rồi. Có tính năng kháng xích, trợ lực nha. Với con nào lớn tuổi thì có thể yêu cầu những dòng kháng xích trợ lực thì con này đáp ứng đủ nhu cầu nha. Với con này thì lam là lam 40 mà cắt 35, xích con này là chạy xích chung nha, xích chung 91. Lam xích có nguyên sơn nguyên chữ nha, là zin xích zin nguyên bản. Xích này thì còn tầm 80%. Máy móc thì đẹp nha. Ông hang 7 màu. Bô với trắng sáng nha. Makita ME333. Với con này cân nặng tầm khoảng 4 cân nha, chuyên cho công việc gia đình. Gỗ được kính tầm khoảng 30 trở xuống nha. Được kính tầm khoảng 20 25 thì thoải mái cho công việc. Bơ sang phụ, le kéo ra đóng để vào để mở. Bị sang pha nhớt đổ trước nha. Bị nhớt vô châm xích đổ sau. Công tác xuống tắt R7. R7 giá 2 triệu nha. Oh.
R7 nhé, giá 2 triệu nha. Tiếp theo sẽ đến R8 nha các bác. R8 giới thiệu cho các bác một mẫu cưa hệ khai thác của Shinewa nha. Với con này là con Shinewa 1039S. Với mẫu này thì nòng là nòng 40mm và dung tích xi lanh của này là 40cc nha. Con này thì nó mạnh hơn những con máy như 360, 380. Còn về công suất thì nó vẫn ngang tương đương với những con máy như 393 nha, hoặc 1039, 1038 hoặc 394, 395. Đấy. Về con này cơ bản nó xài chung đồ với 394, 395 nha. Nó chỉ khác một cái là 1039 này nó có một số nâng cấp đáng kể, ví dụ như có thằng xích này. Đấy. Cái đời 393 này, 394 này, 395 này không bao giờ có thằng xích nha. Đấy. Không bao giờ có thằng xích. Nó chỉ trang bị thắng bình thường, nó tay cản lại thôi. Vì những đời đấy thường nó dù xả áp, không bao giờ có trợ lực. Còn đối với bằng 1039 có chữ S sau này là có trang bị trợ lực có so nha, giật sẽ nhẹ tay hơn. Với mẫu này thì chuẩn hệ khai thác cho các bác luôn nhá. Con này thì làm cường độ cao, làm thoải mái luôn, liên tục được. So vì với dòng như 353, 365 thì con này không thể bằng được, vì nòng có 40mm thôi. Nhưng mà nó thoải mái cho các bác làm gần như là những công việc cỡ vừa phải. Ví dụ như gỗ được cái tầm khoảng 30, 35 trở xuống mà làm cường độ cao. Số xe nó có đầy đủ nhá các bác. 1039S này, Yamabiko Cope Made in Japan. Con này thì Yamabiko nhá, con này đời cao luôn. Đấy. Lốc này lốc nhôm nhá các bác. Lốc nhôm này, hàm đồng rất đầy đủ này. Lam Latin nhá, lam là lam 45. Mà cắt còn 40 nha. Lam rin nguyên bản, xích này là xích mới nha. Những con nào mà xích nó mòn mòn em lắp xin xích mới cho các bác. Hai ốc chân lam nha. Đấy. Ốc chân lam nó bị rớt một con em bắt một con mới vào. Em sẽ thay hai con cho đồng bộ nha. Thì nó hơi đũa lệch tí, cái này em sẽ thay cho đồng bộ. Đấy, con này thì có phiên bản sửa ấm tay cầm nha. Con này có công tác sửa ấm tay cầm nha, dùng cho khí hậu lạnh. Bác nào ở vùng khí hậu lạnh mà kiểu sử dụng mà cóng tay ấy, người ta sẽ dùng thiết kế thêm này. Bật lên ấy là hệ thống tay cầm này này. Ngoài cả tay này nữa. Sẽ nóng lần lên và lúc đỡ bị cóng tay. Nhưng mà ở Việt Nam thì thời tiết nóng thấy mẹ luôn, thế là cái tính năng đấy là không cần nhá. Đấy, cần mỗi cái này thôi, công tác lên để bật số tắt thôi. Đấy, chế cái này sử dụng chế của Moro đâu, nhưng dòng này chế luôn là chế là Moro. Máy móc đẹp. Con này cân nặng tầm khoảng 5 cân nhá. Test nổ thử luôn cho các bác nghe tiếng máy trước R8 nha. Với mẫu này em đang bán là 3,4 triệu nha. Giá bao ship làm Latin nha. Làm rất là đẹp nha. Shinewa. Nòng 40mm, 40cc nha. R8 giá 3,4 triệu nha, giá bao ship. Máy móc thì cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản nha, ngoài chữ sợi xích. Đấy. Shinewa 1039 nha. Nó là dòng đời cao rồi. Tiếp theo sẽ đến R9 nha, chiếc máy cuối cùng của video ngày hôm nay. Giới thiệu cho các bác một siêu phẩm đến từ Shinewa. Con này là 393 nha. 393, 394, 1039 đều máy móc giống nhau nha, đồ đạc xài chung giống nhau hết nha. Nó không có khác biệt gì cả. Các cái là con này nó không có thang xích và nó không có trợ lực nha, nhưng mà bù lại thì nó lại sử dụng xả áp nha các bác. Con này là con 1039, nòng của chiếc này là 40mm nha, dung tích xi lanh 40cc. Con này thuộc hệ siêu phẩm nha. Đấy, mặt tiền này lộng liếc này, đẹp nha. Lam Latin nha, lam đầu nhọn và lam tản nhiệt nha. Cái này lam đầu đầu to, lam đầu bầu. Con này lam đầu nhọn. Xích con này vẫn là chạy xích 325 nha. Con kia cũng chạy xích 325. Mẫu xích cơ 325 này là cỡ xích dành cho những con cưa khai thác tầm trung nha. Xích này thì tất nhiên sẽ cắt nhanh hơn xích trung và xích chuột rồi. Đấy. Lam thì lam 45 mà cắt khoảng 40 nha, lam tản nhiệt. Lam thì còn đẹp, bóng, trắng luôn nha. Cực kỳ VIP. Hai ốc chân lam nha. Con này thì xuất sắc nha các bác. Không một lỗi lầm, không một khuyết điểm nha. Đấy, sơn xích số series nó có đầy đủ nha. Shinewa Made in Japan nha. Nòng 40mm, 40cc nha. Chuyên cho công việc khai thác cỡ vừa. Con này thì công suất nó tương đương với con Huvana 340 này hoặc 440. Còn nếu mà so với con Etin ấy thì con này nó tương đương với con Etin 230 nhá, 230. Còn nếu mà so với dòng Echo thì con này công suất tương đương Echo V39 V4000. Đấy. Dòng này thì lốc nhôm nòng đứng nha. Đồ phụ tùng thay thế như mẫu này là có nha các bác. Điện em hiện tại bên em có cả hệ thống điện của máy này luôn này, có điện mới luôn nha. Piston với thiết có mới hết. 393 nha, con này 3,5 triệu nha. 3,5 triệu giá bao ship nha.
lâu lâu có một con đẹp như thế này thôi nha các bác, không có nhiều. Đấy, siêu phẩm nha. R9 nha, 3,5 triệu, giá bao ship nha. Vừa rồi em giới thiệu cho các bác là 9 chiếc máy cơ xích nha. Các bác cứ xem kỹ video, tua đi trở lại xem kỹ. Ý chiếc nào và muốn chốt chiếc nào thì liên hệ trực tiếp đến số thoại 0362 820 8400 để đặt hàng nha. Vì em thì số thoại có cả Zalo nha, các bác phải liên hệ qua Zalo cũng được. Thì trước mua bán thì như đầu video nha, các bác cứ nói ý chiếc nào, chắc chắn chốt chiếc nào thì gửi thông tin địa chỉ, số thoại và tên người nhận qua cho em. Thì vì em ship hàng tận nơi tận nhà, đến nơi kiểm tra hàng, đúng hàng thanh toán nha. Đấy, hình thức của anh cứ rõ ràng như vậy cho các bác thuận tiện mua bán. Giá em báo công khai trên video nha, với mức giá em báo trên video là sẽ không có sự thay đổi về giá nữa. Đấy, cứ giá như vậy là em sẽ làm việc nha, còn giá khác là em sẽ không làm việc. Và bác nào mà chốt hồ chốt sẩy trong video này thì có thể đăng ký kênh với em để theo dõi những video tiếp theo nha. Trung bình thì cách tầm khoảng 1 cho đến 2 ngày thì bên em sẽ lên video một lần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bác ở video tiếp theo nha.